Crown Max Rotax 600. Đang test với cặp loa JBL 1800. Cặp này giá 20 nha các bác, 20 nha. Đây là em đang đấu nối nhạc trực tiếp từ Nhật Bản xuống nha. Các bác có thể thấy được chất âm của Crown, nó sạch tiếng và cái giải mic nó rất là hay nha. Và hiện tại em còn Crown thì em vẫn còn những dòng 800 CSL này, giá là 8 triệu rưỡi này, 602 thì giá 11 triệu, 1200 15 triệu 500, 2004 là 18 triệu 500 và 2402 là 19 triệu 500, 3006 VZ 25 triệu và 5002 VZ là 33 triệu. Đó là những sản phẩm Crown bên em đang còn. Và em còn một hai còn dòng Crown 4000 giá là 15 triệu 500